Alo, chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà. Hôm nay mình sẽ khui cái nồi hoàng hậu. Bóc tem cái nồi hoàng hậu. Đây là cái nồi mới mua về này nha các bạn. Nó sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn nấu các cái món ăn. Rồi, đây là cái cuốn sách hướng dẫn. Để xem cái sách này nó có bao nhiêu món. Này là cái gì? Này là cái phiếu bảo hành nha các bạn. Cái nồi hoàng hậu này được bảo hành vĩnh viễn. Còn đây là cái cuốn sách hướng dẫn nấu tất cả các món ăn trong nồi hoàng hậu. Mình sẽ review cho các bạn từng món sau khi bóc tem cái nồi này. Đây là một miếng lưới. Còn đây là một cái vỉ. Còn đây là cái nồi. Cái nồi và cái nắp nồi. Rồi, như vậy là hết. Đây là cái nắp nồi. Nhặt nắp nồi mới rất bóng loáng nha các bạn. Hai người cao rồi. Cái nồi rất là bóng loáng, còn mới tinh. Đó là cái vỉ để vô cái nấm. Ở cái nồi này nó có một cái nấm nha. Mình sẽ để vô đây để mình hấp thức ăn ở trên. Và cái nồi này này nó còn có cái vỉ này để khi mình muốn hấp đồ ăn nó thì mình sẽ để như thế này. Và mình sẽ để nắp lại. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái nồi này nha. Cái nồi này nó sẽ có ba cái công nghệ. Thứ nhất là công nghệ về Vitalock, là nó sẽ giữ được các cái dinh dưỡng gấp 3 lần so với cách mà mình nấu nồi bình thường. Cái công nghệ thứ hai là công nghệ Octatem, gồm có 7 lớp hợp kim. Các bạn thấy cái nồi này nó không có cái đáy, là do người ta sản xuất cái nồi này là làm một tấm nhôm hoặc là một tấm inox liền liền lạc xuyên suốt, chứ không phải giống như những cái nồi bình thường mà mình nấu là nó có hai đế. Nếu mà sử dụng bếp từ thì nó sẽ có hai đế. Ở đây là như ví dụ đây là cái nồi inox bình thường mình sử dụng, nó sẽ có một cái lớp ở dưới đây là một cái lớp đế để nấu nồi nấu bếp từ. Còn cái nồi này nó có 7 lớp. Thì lớp thứ nhất và lớp thứ 7 được làm bằng inox không rỉ. Nó mà inox này người ta dùng để nẹp xương, khi mà người ta mổ xương, người ta ghép xương hay là người ta định hình cái xương trong cơ thể của mình, nó là người ta dùng cái inox này này. Còn cái lớp thứ 3, thứ 4 là lớp hợp kim nhôm. Thì cái lớp hợp kim nhôm này nó giúp là dẫn nhiệt khắp cái nồi này luôn, cho nên khi mà mình nấu đồ ăn mình để ở đâu trong cái nồi này nó vẫn chín. Và cái lớp thứ năm là cái lớp thép không rỉ, và lớp thứ sáu là cái lớp tự tính. Cái lớp tự tính sẽ giúp cho chúng ta nấu được cái nồi này trên tất cả các loại bếp như là bếp từ, bếp điện, bếp ga, vân vân. Rồi, cái
cái nắp nồi á thì nó cao lên, nó vung lên này. Thì như vậy á, cái nồi này mình thấy vậy, nhưng mà mình nấu có thể được 9 món ăn cùng một lúc, bằng cách là mình, miễn sao mình xếp được thức ăn vô cái nồi này, kể cả phần vung lên trên đây vẫn có thể thức ăn nó vẫn chín. Đó là cái nắp nồi này cũng rất là, và cái nắp nồi này thì khi mà mình nấu thì nó sẽ kín, bịt kín hết, cho nên là vitamin và khoáng chất trong thức ăn nó sẽ không bài hơi ra ngoài. Chính vì vậy mà cái công nghệ đầu tiên mà nói là công nghệ Vitalock là như vậy đó. Rồi cái thứ ba nữa là cái nồi này được cấp giấy chứng nhận NFS. Mà để được cấp cái giấy chứng nhận này thì phải trải qua 24 cái kiểm định rất ngặt nghèo của Mỹ, chính phủ Mỹ và Canada thì mới được cấp cái cấp phép cho cái nồi, cấp phép NFS cho cái nồi này. Và cái nồi này như nãy nói lúc đầu là nó sẽ được bảo hành vĩnh viễn, bảo hành trọn đời. Và những cái núm này, tay cầm này á, thì nếu mà có bị hư á, thì mình lên trung tâm Amway Center mình mua, người ta có bán riêng. Còn như mấy cái nồi này mà lỡ mà mình bể nắp hoặc là bị gãy cái tay nắm là coi như mình bỏ luôn, chứ mình không có dụng cụ để thay, mà mình muốn thay mình cũng không có biết chỗ để mình mua. Rồi, đó là ba cái công nghệ của cái nồi nha các bạn. Còn ở đây nó có bốn, khi mà sử dụng cái nồi này á thì người ta nói là nó sẽ có bốn cái đặc điểm mà mình cần lưu ý. Thứ nhất á, là mình sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức cho người nội trợ, là tại vì cùng một lúc mình có thể nấu nhiều món ăn trong cùng một cái nồi này. Thì thời gian chế biến thì như nhau so với nấu truyền thống, nhưng mà nấu trong cái nồi này thì thời gian nấu khoảng 15 phút là mình sẽ có những cái món ăn mà mình mong muốn trong cùng một cái nồi. Và khi cái thứ hai nữa là cái nồi này như nãy nói, nó có công dụng là có cái công nghệ là Vitalock, cho nên là tất cả các cái giá trị dinh dưỡng của thực phẩm khi mình nấu bằng cái nồi này nó sẽ được giữ lại. Vì vậy nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe, và mình ăn được hết những cái dưỡng chất trong rau củ quả mà mình nấu. Còn nếu mình nấu những cái nồi bình thường này thì có thể nó sẽ bị bay hơi và nó giảm đi cái hàm lượng dinh dưỡng trong thức ăn. Và cái thứ ba nữa là nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu, do là cái nồi này là nãy nói là nó có hợp kim nhôm, nó dẫn điện khắp cái nồi này, cho nên có những trường hợp người ta nấu bằng một cái đèn cầy dưới cái đáy nồi này thôi mà thức ăn vẫn chín. Còn bình thường thì mình nấu, ví dụ như mình nấu 5 món ăn thì mình phải nấu 5 lần. Còn với cái nồi này thì mình chỉ nấu một lần thôi, thì mình sẽ tiết kiệm được 1/5 cái nhiên liệu ga hoặc là điện hoặc là dầu. Và cái thứ tư nữa là cái nồi này, khi mà các bạn sử dụng cái nồi này thì mình sẽ tiết kiệm được nước. Tại vì nếu mà nấu nhiều món ăn thì mình sẽ dọn rửa rất là cực. Còn nấu cái nồi này thì mình chỉ, sau khi nấu xong mình chỉ rửa có một cái nồi này là xong. Thì đó là cái phần đập hợp cái nồi hoàng hậu của Amway. Thì sau đây, tiếp theo sau này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn các cái món ăn mà được nấu từ cái nồi hoàng hậu này nha các bạn. Rồi, ok, chào tạm biệt các bạn.